30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị theo dõi. Thêm một thông tin rùng mình khiến nhiều người dân của Trung Quốc bàng hoàng, lo sợ khi một trận lở núi bất thình lình xảy ra vào chiều ngày hôm qua, nuốt trọn cả một thị trấn bị ngập chìm trong lòng đất, khiến cho hàng trăm người mất tích và bị thương, cùng hàng trăm căn nhà của người dân tại huyện Diên Tân, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, phía tây nam của Trung Quốc. Có vẻ như năm 2023 thiên nhiên vẫn chưa nguôi cơn giận khi tiếp tục giáng xuống một trận sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp thêm rất nhiều cư dân trong khu vực. Đến rạng sáng ngày hôm nay, đội cứu hộ mới có mặt nơi xảy ra thảm họa tồi tệ này. Vấn đề đặt ra là giới chức lãnh đạo Bắc Kinh và lãnh đạo tỉnh Vân Nam đang ở đâu? Người dân luôn luôn là nạn nhân. Một đất nước hùng mạnh về quân sự, kinh tế, chính trị như vậy nhưng chưa có người dân đất nước nào lại khốn khổ cùng cực như người dân Trung Quốc. Sáng sớm nay, người phát ngôn của cơ quan cứu hộ thành phố Chiêu Thông cho biết, khu vực này đã đón nhận những trận mưa lớn từ giữa tháng 6 năm 2023 đến tháng 10 này. Những trận mưa vẫn diễn ra thường xuyên, đây là lý do gây ra vụ lở đất. Trận đầu tiên diễn ra vào hôm ngày 28 tháng 6 tại thị trấn Diêm Tân, thành phố Chiêu Thông đã chôn vùi hai ngôi làng. Trong vụ lở đất hôm qua, có khoảng 230 người, cùng khoảng 300 đến 400 ngôi nhà bị vùi lấp trong thảm họa này. Lớp đất đá dày trên 20 mét đã khiến cho lực lượng cứu hộ không thể ngày một ngày hai đào bới để tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi bên dưới lớp đất được. Một cảnh tượng đầy đau thương đến với người dân trong mùa hè năm nay. Tân Hoa xã cho biết, thảm cảnh chưa dừng lại ở đó khi các lực lượng cứu hộ tham gia vào việc đào đất đá và tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ lở đất vào chiều ngày hôm qua, thì bất ngờ vụ lở đất vào sáng sớm nay cũng gần tại khu vực huyện Chiêm Tân. Khối đất đá lù lù lao xuống khiến nhiều người tán loạn tháo chạy, có vài chục người không kịp trở tay và tiếp tục bị chôn vùi thêm. Theo cơ quan ứng phó địa phương tỉnh Vân Nam cho hay, họ thật sự bị rối loạn, mất kiểm soát, trận sạt lở lại bắt đầu xảy ra và giải thích thêm rằng, trận sạt lở nặng nề này là do ảnh hưởng từ trận động đất rất mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên diễn ra vào sáng sớm nay. Tờ China Daily dẫn nguồn tin từ trung tâm mạng lưới động đất tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 1h45 sáng nay tại huyện Mông Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên với tâm chấn ở độ sâu 10 km đến 15 km. Được biết, tỉnh Vân Nam nằm sát vách với tỉnh Tứ Xuyên, với các dãy núi nằm sâu dưới tầng địa chất đã rung lắc dữ dội, có thể là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở đất thứ hai tại thị trấn Diêm Tân, thành phố Chiêu Thông vào sáng nay. Vâng, thưa quý vị, một điều khiến người dân hết sức bức xúc là khi giới chức chính quyền kiểm soát thông tin và mọi thông tin bị chính quyền bóp méo. Vì sau khi vụ việc xảy ra thảm họa, cơ quan chức năng thông báo rằng chúng tôi đang thống kê bao nhiêu người mất tích sau trận sạt lở đất thứ hai vì trong đó có rất nhiều người tham gia nỗ lực cứu hộ, cứu nạn trong trận lở đất ban đầu. Tuy nhiên, một video do người dân địa phương trong khu vực ghi lại cảnh tượng tan hoang tại hiện trường và cho thấy các lực lượng cứu hộ, binh sĩ và người dân địa phương đang cầu một chiếc xe cấp cứu bị chôn vùi trong trận sạt lở đất, chưa rõ rằng trong xe có người hay không và tình trạng cứu hộ ra sao. Theo hãng tin AFP cho hay, nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc đưa tin, hiện tại, Văn phòng An toàn Lao động Trung ương Trung Quốc yêu cầu người dân và tất cả các lực lượng đang có mặt tại khu vực lập tức sơ tán khỏi hiện trường vụ thảm họa lở đất, sau khi các thiết bị đo đạc cho thấy sự dịch chuyển và thay đổi của sườn núi gần đó có dấu hiệu bất thường, có thể sẽ tiếp tục xảy ra thêm trận sạt lở. Cũng vào sáng sớm hôm nay, hàng loạt các trang truyền thông, báo chí trong và ngoài Trung Quốc đã đưa tin về thảm họa kép tại hai tỉnh Vân Nam và Thanh Hải xảy ra thảm họa khủng khiếp. Đến nay, nhiều cư dân mạng đã đăng tải các hình ảnh tìm thấy các nạn nhân trong vụ thảm họa nhưng chưa được giải cứu bởi có quá nhiều đất đá xung quanh. Một quan chức cứu hỏa tỉnh Vân Nam cho biết, khu vực xảy ra lở đất có nhiều dốc sâu và hẹp, làm cho các phương tiện di chuyển đến khu vực để tham gia công tác cứu hộ gặp rất là nhiều khó khăn và chỉ có thể chờ đợi một khoảng thời gian để mở rộng thêm đường mới có thể đi đến khu vực này. Giờ thì mọi người chỉ có thể đi bộ vào khu vực mà thôi, do đó đã gây cản trở rất lớn cho việc khắc phục trong thời tiết khắc nghiệt. Kính thưa quý vị, Trung Quốc, một đất nước rộng lớn có diện tích nhất nhì trên thế giới. Chính vì thế, rất nhiều sự kiện xảy ra cùng một lúc mà thông tin phải mất đến ngày hôm sau mới được đăng tải. Những thiên tai, thảm họa liên tiếp xảy ra. Hôm qua một vụ tai nạn đổ sập tòa nhà ở Trùng Khánh chôn vùi 26 người, có 16 người thiệt mạng. Theo cơ quan truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh cho biết, một vụ nổ vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Vụ thảm họa xảy ra vào khoảng 12h10 trưa ngày hôm nay, theo giờ của Bắc Kinh. Nhà ăn của Văn phòng Nhân đạo, đơn vị hành chính tương đương các phường ở Việt Nam, phường Sơn Cũ, Cũ Long, thành phố Trùng Khánh bị sập khiến cho tổng cộng 16 người thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Tính đến 11 giờ đêm qua theo giờ địa phương, lực lượng chức năng đã đưa 26 người ra khỏi đống đổ nát,
trong đó có 16 người được xác nhận là đã thiệt mạng, những người đã bị đã được đưa đến bệnh viện và đang được nỗ lực điều trị, một số bị thương nghiêm trọng. Vụ nổ đã được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin. Ông Trần Mẫn Nhĩ, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh cũng nhanh chóng đến hiện trường, các ngôi nhà xung quanh bị vỡ kính, mất điện. Một nhân viên cửa hàng gần đó nói rằng, nơi cô làm việc cách nơi xảy ra vụ nổ hơn 100m. Khi đó, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lập tức cảm thấy như có động đất. Cô cho biết hàng chục phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng như xe chữa cháy, cứu thương nhanh chóng đến hiện trường. Do cách xa hơn 100m nên cửa hàng của cô không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, một số căn nhà gần hơn đã bị vỡ kính. Nhân viên một cửa hàng buôn bán khác cho biết, đường kính thiết trung và kiến thiết dày ở gần đó đã tạm thời bị chặn. Sau vụ tai nạn, hầu hết các cửa hàng xung quanh đều mất điện. Chính quyền chưa công bố nguyên nhân. Truyền thông đất nước này đưa tin, sau khi nắm được tình hình, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Trần Mẫn Nhĩ và Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thủy trưởng Hồ Quảng Hà đã ngay lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Giới chức quan sát cho rằng chính quyền vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức, nhưng Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ nổ. CCTV đưa tin, nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do rò rỉ khí ga dẫn đến phát nổ. Cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cũng đăng thông tin trên trang web cho biết, vụ nổ vào lúc 12h10 trưa ở Trùng Khánh bị nghi do rò rỉ khí ga, hiện đang xác định nguyên nhân vụ việc và số người gặp nạn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa địa phương đã điều động ngay 260 nhân viên và 50 phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Và mọi thông tin, diễn biến của sự việc trên sẽ được chúng tôi và bạn biên tập liên tiếp theo dõi và cập nhật để gửi đến quý khán thính giả và các bạn khi chúng tôi cập nhật được những thông tin mới nhất. Kính thưa quý vị, những trận mưa lớn kéo dài hơn một tháng qua đã khiến cho các lưu vực sông ở Trung Quốc đang đối mặt với trận lũ lụt tàn khốc tương tự 50 năm qua, đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng và 22,5 triệu người mất nhà cửa. Trường Giang là một con sông dài nhất châu Á và là con sông quan trọng nhất của Trung Quốc, với khoảng 175 thành phố nằm dọc hai bên bờ lưu vực sông Trường Giang, nơi đặt trụ sở của một số công ty đa quốc gia, cũng là mảnh đất màu mỡ cho phát triển công nghiệp thủy điện, tạo ra gần nửa giá trị GDP của Trung Quốc. Theo SCMP đã miêu tả ảnh hưởng của sông Trường Giang lên diện tích lớn đất đai của Trung Quốc qua các mùa lũ. Ở vùng trung lưu và hạ lưu của sông Trường Giang là khu vực dễ bị ngập lụt nhất. Mỗi mùa hè, nước sông dâng cao và tràn qua bờ. Trong khi đó, vùng thượng lưu ít có nguy cơ bị lũ hơn vì dòng sông chảy qua các dãy núi với tốc độ rất cao. Trận lũ lớn năm nay đã khiến cho Trung Quốc phải đối mặt với thảm họa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ lỗi cho các kỹ sư thi công không hoàn thành nốt nhiệm vụ, gây ra tình trạng vỡ đập, làm cho nạn đói và đại dịch hoành hành. Đại lũ năm nay ở miền Trung của Trung Quốc được coi là thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất thế kỷ 21, ít nhất là 5.000 người thiệt mạng và mất tích trong gần 2 tháng sau trận đại hồng thủy. Cụ thể, sông Trường Giang lần thứ 3 đạt đỉnh lũ trong năm 2023. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang tuyên bố mực nước sông lên đến 146,97m, với lưu lượng nước cực đại là 53.000 m³, tương đương với trận lũ năm 1998 và lớn hơn cả trận lũ thế kỷ năm 2020. Trước trận lũ lụt thứ hai đổ bộ trên sông Trường Giang hôm ngày 7 tháng 6, trong cuộc họp khẩn cấp tại Hồ Nam, người đứng đầu chính quyền Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ra chỉ thị ngầm, yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường xả lũ hoặc một cách nào đó làm hết mức có thể để đảm bảo an toàn cho con đập Tam Hiệp và gần 800 con đập lớn nhỏ khác, kể cả việc nổ đê hay cho thay đổi dòng chảy vào đồng ruộng hoặc khu dân cư. Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình bàn về việc liên kết với Việt Nam, Đài Loan và một số khu vực khác để cho dân di tản sang ở các tỉnh và thành phố sát biên giới phía Bắc của đất nước ta để lánh nạn, bất chấp việc chính phủ đất nước ta đang lấy làm nơ. Thay vì mở cửa tiếp nhận một số người Trung Quốc, thì Hà Nội đã cho một nước cờ khôn ngoan khi chỉ viện trợ gạo và ít đô la cho Trung Quốc nhằm xoa dịu sự khó chịu đến từ Bắc Kinh. Một số nguồn tin cho hay ông Tập Cận Bình đang ra sức ép ngầm đối với Việt Nam ta khi thông báo Trung Quốc sẽ tăng cường xây thêm nhiều đập thủy điện chắn ngang con sông Mekong để sản xuất điện và năng lượng, cũng như kiểm soát dòng lũ cho Việt Nam sẽ không có nước trên dòng sông Mekong nữa. Và vấn nạn hạn hán ở sông Mekong đang là cơn đau đầu từ lâu không chỉ riêng Việt Nam mà còn có Lào, Myanmar và Thái Lan. Trung Quốc ra sức điều khiển cùng ngăn sự sống của các vùng trồng lúa, cây trồng đông dương khiến cho các nước này gặp rất nhiều khó khăn. Nước biển dâng cộng thêm hạn hán, biến đổi môi trường thủy sinh làm cho người dân dọc hai bên bờ sông Mekong phải chấp nhận từ bỏ quê hương đến những nơi khác để lập nghiệp. Rất nhiều lần các nước đứng lên phản đối Trung Quốc xây đập làm thay đổi dòng chảy con sông, khiến nó trở nên khô cằn, nhưng Trung Quốc vẫn mặc sức bỏ ngoài tai. Tác oai tác quái khiến thế giới ngày càng ghét bỏ và nhân quả báo ứng đã đến. Khi Trung Quốc thích điều khiển nước thì bây giờ ông trời và mẹ thiên nhiên đã cho Trung Quốc đại họa là toàn nước và nước ngập lụt ở khắp mọi nơi, sinh ra dịch bệnh, dân đói khổ. U cũng là họa từ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tự tay chuốc lấy. Kính thưa quý khán thính giả, sáng hôm qua,
đập Tam Hiệp cũng đã tiếp tục sở hữu ở mức 37 để đảm bảo có đủ sức chứa và giữ được an toàn cho vùng trung lưu, hạ lưu của sông Dương Tử. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng phải mở thêm 4 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang. Hiện nay, mực nước của gần 800 hồ chứa và con sông đang vượt qua mức báo động. Giới chuyên gia lo ngại những con đập cũ kỹ sẽ vỡ tan nát trong đợt mưa lũ năm nay, khi vào tháng trước đập Sahitan cũng đã vỡ sau những ngày mưa lớn. Mưa tầm tã chút xuống đã lan rộng vào ngày hôm qua ở 27 tỉnh trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc, ảnh hưởng đến 37 triệu người và khiến cho 1.400 người thiệt mạng và mất tích. Theo số liệu từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, cho đến nay thiệt hại kinh tế ước tính là 86 tỷ nhân dân tệ. Độ ẩm cao, khí nóng và mưa có thể khiến quần áo, nhà cửa và thực phẩm bị mốc, nhưng đồng thời thời tiết này lại tạo điều kiện thuận lợi cho vụ thu hoạch mận hàng năm của Trung Quốc. Người dân còn gọi là mùa thu lưu mận, là mùa mưa mốc, vì trong tiếng Trung từ mốc là mận và có cách phát âm khá giống nhau. Chuyên gia tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc đã cho biết, lượng mưa lớn trút xuống trong năm nay trùng vào thời điểm mùa mưa ở Đông Á. Mùa mưa năm này đã bắt đầu sớm hơn một tuần so với các năm trước, với cường độ mạnh hơn bình thường. Trước trận lũ lực thứ 3 đổ bộ trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã tiếp tục giảm lưu lượng nước ở mức độ là 37 để đảm bảo đủ sức chứa và giữ an toàn trong vùng trung lưu, hạ lưu của con sông. Vùng thượng lưu sông Trường Giang đang hứng chịu trận lũ thứ 3 trong năm nay, do mực nước sông dâng cao khiến lượng nước đổ về đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục. Con đập nổi tiếng thế giới cũng đang phải xả lũ cả ngày, cả đêm để có thể giữ mực nước quan sát thủy văn lớn hạ lưu trong phạm vi an toàn. Một kỹ sư cấp cao của đập Tam Hiệp đã nói với SCMP và cho biết thêm, xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó. Xả lũ thì chỉ khiến cho người dân ở vùng trũng trở nên ngập lụt và cuộc sống của người dân nơi đây bị đình trệ cũng như là trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu nước sạch, điện thì mất, cũng có khác gì sống trong thời kỳ đồ đá đâu. Người giàu thì có thể chuyển lên những vùng cao hơn, xa hơn vì họ có tiền. Còn những người dân nghèo, đói khổ thì họ đã và đang phải sống như thế nào đây? Không biết rằng giới chức chính quyền Trung Quốc có nghĩ đến sự việc trên hay không các bạn nhỉ? Quyền Trung Quốc có nghĩ đến sự việc trên hay không các bạn nhỉ? Quyền Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.